Chiều ngày 15 tháng 5, qua theo dõi kiểm tra thực tế hiện trạng, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội nhận thấy xuất hiện tình trạng mặt cầu Vĩnh Tuy 2 bị ứ đọng ngập nước, dẫn đến khó khăn cho việc lưu thông của các phương tiện qua cầu. Nội dung này đã được các cơ quan thông tấn báo chí và người dân phản ánh. Để kịp thời xử lý, không để tình trạng tương tự xảy ra, đặc biệt vào mùa mưa, Sở Giao thông Vận tải đề nghị Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông thành phố khẩn trương chủ trì, phối hợp với Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông và các đơn vị liên quan, tổ chức kiểm tra, xác định rõ nguyên nhân và có giải pháp khắc phục ngay. Việc khắc phục phải hoàn thành xong trước ngày 20 tháng 5 năm 2024. Liên quan đến việc ngập sâu trên cầu Vĩnh Tuy 2 thường xảy ra khi Hà Nội mưa lớn, đại diện Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội cho biết do rác trên cầu bịt kín các lỗ thoát nước, không thoát được nên gây ngập.